Thì trong ngày hôm nay thì em giới thiệu cho anh em một cái mẫu xe siêu chất. Và phải nói đây là một cái mẫu xe cực kỳ hiếm gặp về độ đẹp cũng như là về độ chất của xe. Và ngay bây giờ em sẽ cùng anh chị và các bạn chúng ta cùng chạy thử luôn với cái mẫu xe Ford Escape form mới. Có cả cửa lóc, chúng ta nhìn này, có cả cửa lóc, nó rất là thoáng luôn. Và cái chiếc xe này, cái đồ nhựa của nó nhá, nó còn mới kinh khủng luôn. Thì mời anh chị các bạn cùng em chạy thử test luôn cho anh chị hộp số này. Chạy với con Escape mà động cơ 3.0 này ấy, thì sẽ cho chúng ta một cái cảm giác chạy nó vô cùng sướng. Và nó rất là bốc nha anh em nhá, sẽ không cho chúng ta những cái cảm giác chạy nó bị chán xe đâu, thưa quý vị và các bạn. Và với cái tầm tiền của nó chỉ có 165 triệu đồng thôi, xe chạy thì sướng thì khỏi phải nói luôn nhé anh em nhé. Âm thanh này, anh em nghe âm thanh này, âm thanh thì vũ trường luôn, thưa quý vị và các bạn, phải không ạ? 100 cây mà vòng tua chúng ta nhìn này có 2.000 vòng 100 cây vòng tua có 2.000, xe chạy chắc lịch luôn đấy. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ nút đăng ký kênh và để lại một lượt like để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với anh em một cái mẫu xe Ford Escape form mới. Và giá bọn em đang chào bán, nói luôn với anh chị và các bạn là chỉ có 165 triệu đồng. Và đây là một cái mẫu xe nó đẹp vô cùng hiếm, bởi vì sao? Bởi vì sơn zin của nó còn tầm khoảng 70-80% xe. Và đặc biệt thứ hai là đồ nhựa bên trong của xe nhìn nó còn như mới, thưa quý vị và các bạn. Và chiếc xe này form giữ nguyên bản như thế này đến năm 2008. Thì với chiếc xe Ford Escape 2004 form mới động cơ 3.0 V6 này, thì xe của nó thì nó rất là trường xe, với chiếc xe gầm cao, số tự động, 2 cầu và có trang bị 2 từ khí hoàn toàn, phanh ABS, 4 tổng nâng hạ kính, có chế độ auto bên cánh bên lái. Và với chiếc xe này cũng có trang bị đầy đủ tất cả những cái màn hình VCD, camera lùi đầy đủ hết rồi. Và âm thanh thì rất là vũ trường. Và đối với chiếc xe form mới này thì có trang bị cả cửa lóc anh chị nhá. Và chiếc xe này chúng ta hãy nhìn về sơn của xe, nó bóng cườm luôn, nó đẹp đến tầm mà chúng ta nhìn nó không thể nào mà chê được bất cứ một điểm gì, dù là nhỏ nhất, kể cả từ cái cảng ca lăng xe cho đến tất cả những hệ thống đèn pha, rồi là đèn đằng dưới, đằng đèn sương mù của xe, nó cực kỳ là đẳng cấp luôn. Nhìn nó sáng quắc nha anh chị nhá. Chúng ta hãy nhìn cái đèn nguyên bản của nó này, nhìn đã đấy, chúng ta đã thấy cái độ chất của xe rồi. Về bề ngang của xe thì đối với dòng xe Ford Escape form mới, nó vuông vắn và nhìn nó rất là khỏe khoắn nha anh chị nhá. Với chiếc xe và cái thông số lốp của thông số lốp là R16 này, anh em nhìn thấy không ạ? R16 lốp rất là cao, thì cho nên là chính vì vậy cho nên cái dòng xe Ford Escape này này, để mà cho anh em chạy trong cái khu vực mà đường trường là một, và thứ hai là chạy trong khu vực và đường đồi núi là hai, và những cái cung đường nào nó càng dốc càng khó đi và yêu cầu những chiếc xe khỏe chúng ta mới đi được, thì đối với dòng Ford Escape này thì nó hoàn toàn là phục vụ và chinh phục được tất cả những cái cung đường nó gồ ghề và nó khó đi. Nhưng với chiếc xe động cơ 3.0 này thì nó mức tiêu hao nhiên liệu thì nó tương đối tốn, phải nói là tầm khoảng chạy, nếu trung bình, nếu như em chạy với đường trường, đường hỗn hợp, nó loanh quanh tầm khoảng 11 cho đến 12 lít xăng động cơ 3.0 này. Nhưng bây giờ xăng thì nó chỉ có 12.000 một lít, thưa quý vị và các bạn, rất là rẻ. Và chạy thì phải nói là với cái tầm tiền như vậy thì không có một mẫu xe nào mà em khẳng định với anh chị và các bạn chạy sướng hơn cái dòng xe này. Chúng ta hãy nhìn về đằng sau xe nhá, form mới, đèn đóm nó cũng khác hoàn toàn với 2003 luôn. Và toàn bộ chúng ta nhìn thấy cái ca răng mạ chrome này, nó không khác gì đời 2017, 2018 cả. Nó đẹp đến từng những cái chi tiết nhỏ. Kể cả chúng ta hãy nhìn đến những cái đèn này ở đằng sau thôi, chúng ta hãy nhìn thấy nó mới đét luôn, phải không ạ? Cảm biến lùi đầy đủ rồi nhá anh em nhá, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Và con này là nếu anh chị và các bạn mà chúng ta có nhu cầu mua và sở hữu cái mẫu xe này về đi trong gia đình, thì có thể là alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555, hoặc 0966 668 121. Chúng ta hãy nhìn về phần sau xe trước để cho anh em nhìn cái độ đẹp. Nếu Ford Escape chúng ta hãy nhìn đây, cái phần nhựa ở sau xe đây nhá, cái phần nhựa này này, chúng ta nhìn này, nó còn như được đời 2010 mấy luôn, thưa quý vị và các bạn. Nhựa nó không có vết xước soát gì cả. Kể cả phần hốc này bên này này, chúng ta nhìn này, nhựa của nó đẹp kinh khủng luôn nha các bác nhá. Nhựa của nó nhìn có rất là mới, kể cả hệ thống trần đây anh em nhìn đây này, tất cả những cái đèn bóng này, chúng ta nhìn cái độ chất của xe, chúng ta nhìn cái đèn bóng này, đúng không? Nhìn nó còn mới đét như thế này luôn, được chưa ạ?
Đấy là những cái chi tiết cực kỳ nhỏ để nói lên một cái chiếc xe đẹp. Toàn bộ những cái hệ thống ốp nhựa đằng sau xe này là không có chở đồ, chở đạc gì cả. Cho nên là chúng ta nhìn thấy là nó không bị xước xoát và đồ nhựa zin nguyên bản, nó không có bắn lại sơn. Kể cả những cái nỉ này này, này. Nỉ của nó này nhìn còn như mới luôn. Và phải nói là nỉ này của nó là không có những cái hạt cát, hạt bụi nào cả. Đây bên trong này lớp sô cua dự phòng nó ở dưới bên đây hết rồi. Thì em sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn lớp sô cua dự phòng nhé. Và anh chị và các bạn đang quan tâm đến cái dòng xe này thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta xem hết video clip. Bởi vì đây là một cái mẫu xe nó vô cùng đẹp và nó không có nhiều thị trường. Thưa quý vị các bạn, đây đằng sau xe thì em sẽ cho chúng ta xem. Đây sẽ cho anh em xem qua luôn cái phần cốp của nó đây. Sô cua dự phòng đầy đủ hết nhé anh em nhé. Đấy. Và con này tôn của nó ở bên trong, nhấc sơ cua lên tôn của nó thì ở bên trong còn như mới luôn. Đấy, về phần tôn vỏ thì chúng ta phải nghĩ. Đây này, cái bậc lên, à đây là cái thanh nẹp chúng ta nhìn này, không có bị xước xoát gì cả này. Nhìn nó còn rất là mới luôn. Đấy, phải nói là đây là một chiếc xe nó vô cùng đẹp. Toàn bộ những cái ghế da này này, cái ghế da này là cái ghế da xịn theo xe nhá. Những cái bông nỉ của nó này còn mới như thế này cơ mà. Đấy. Và keo chỉ zin toàn bộ xe nhá. Toàn bộ những cái đinh tán này này zin nguyên bản luôn. Và em nói rồi là sơn zin 70-80% thì chúng ta không phải nghĩ gì đến cái chất lượng của xe nữa rồi. Chúng ta chỉ cần nhìn trong cái clip này xem nó đẹp như thế nào thì chúng ta hãy nhìn và áp dụng khi mà chúng ta đi mua những chiếc xe Ford Escape. Mà chúng ta quan tâm đến những mẫu xe nó đẹp thật sự, chúng ta chấp nhận mua cao hơn một chút so với những chiếc xe khác. Đấy, thì anh chị và các bạn có thể lấy cái mẫu xe này để chúng ta làm một cái xe để cho anh chị và các bạn chúng ta tham khảo. Đấy, chúng ta có thể là cân đối với tầm tiền mà em bán chỉ có 165 triệu đồng bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy, được chưa? Bên trong nội thất này, anh em hãy vào bên trong nội thất xe để chúng ta có thể xem được chi tiết. Điều đầu tiên thì đối với dòng Ford Escape form mới, chúng ta hãy nhìn nhá. Ở vô lăng của nó là vô lăng 4 chấu. Vô lăng nó y hệt cái vô lăng của Ford Everest, phải không ạ? Bên trong này nó có túi khí này. Đấy. Bên phụ đây nó cũng có một túi khí đây luôn. Đây. Túi khí rất là to, rất là an toàn. Còn đây là cái cần số tự động nha anh em nhá. Thì cái cần số tự động này nó không khác gì ở dưới đây cả. Đấy. Nhưng mà mỗi tội nó ở trên này thôi. Đây. Nó có in tất cả những cái số thông số ở đây. Chúng ta hãy nhìn in tất cả những cái thông số ở đây hết rồi. Xe chạy chỉ có 16 vạn thôi thưa quý vị và các bạn. Và chúng ta hãy nhìn những cái chi tiết đồ nhựa này. Gương kính chỉnh điện này. Và chúng ta hãy nhìn những cái đồ nhựa, chúng ta nhìn kỹ nhá. Đồ nhựa của nó nhìn còn cực kỳ là mới luôn. Và keo chỉ thì không mất phần nào, cho nên em sẽ không quay vào cái keo chỉ của cái chiếc xe này làm cái gì cả. Đấy, em quay đến cái độ chất của nó thôi. Để cho các bác chúng ta nhìn được cái chất xe nó như thế nào. Đây, kể cả như là về phần ghế này, chúng ta nhìn những cái núm của nó còn rất là mới luôn. Đến những cái chi tiết nhựa và ghế của nó vẫn còn rất là đẹp nha anh em nhé. Ghế da xịn, ghế da xịn nó rất là đẹp. Đây là chẳng qua là anh em chúng ta, anh em mua một cái bộ nỉ mới thôi. Đây chúng ta nhìn này, ghế da xịn của nó còn rất là đẹp luôn. Đây, chúng ta có thể là bỏ cái này ra thoải mái. Không gian sau xe là rất là rộng, 5 người ngồi rất là rộng luôn. Đây, táp lô táp ly xe này, táp ni xe, anh em nhìn táp ni mới đét đẹp luôn. Đấy. Keo chỉ thì không cần phải quay vào nhé anh em nhé. Đây, bậc lên xuống đây. Chúng ta nhìn cái bậc lên xuống không? Rất đẹp và rất rất chi là đẹp luôn. Gầm này anh em nhìn này. Và con này gầm thì khỏi phải nói luôn nhé anh em nhé. Gầm đây. Gầm nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Nguyên tôn và tôn nguyên bản. Hai cầu đủ. Đấy, hai cầu đủ nha anh em nhé. Vô năng còn rất là đẹp luôn. Toàn bộ những cái núm điều hòa, núm nhủy hiếc đây, hai cầu đây, on off này. Cốp này rất là sạch sẽ luôn. Âm thanh thì vũ trường nha anh em nhé. Chúng ta hãy nhìn cái hộc để đồ này, có cổng sạc USB 12V. Chúng ta nhìn phanh tay này, toàn bộ những cái chấm bi của nó không bị mòn đi một tí nào cả. Bệ
tỉ tay rất là to và rộng luôn, cốp rất là rộng. Con xe này là một con xe mà em phải nói, em nói với anh chị các bạn như thế này là một chiếc xe nó đẹp hiếm gặp luôn. Thì trước khi đến về những cái phần chi tiết khác thì em nói luôn là ốc này, những cái con ốc nhá, toàn bộ những con ốc của xe là chưa có một con nào ra cả. Đây chúng ta nhìn này, đây, đây, đấy, cánh cửa lái này chưa ra con ốc nào này, cánh cửa phụ chưa ra con ốc nào, cánh cái lắp cốp này chưa có ra con ốc nào cả. Đối với dòng Escape này thì nó có cả ngăn chúng ta mở phần trên này được đó nhá. Đây, mở bên trong này ra để anh em có thể là chúng ta cho đồ vào, cho đồ vào trong mà không cần phải mở cốp, được chưa? Xe rất là mới luôn. Đấy, và đèn đóm của nó không vỡ một tí nào cả. Cửa lóc này, chúng ta nhìn thấy cái cửa lóc rất là rộng và rất to, trần nỉ mới tinh luôn. Và chúng ta hãy nhìn đây, ốc này, bản nề này, chưa có ra một bất cứ một cái con ốc nào cả. Đấy, keo chỉ zin toàn tập 100%, tất cả cánh cửa mở ra đều nhìn như thế này hết, đều là zin 100% như thế này hết. Đây, và chúng ta nhìn cái bản nề của nó, nhìn nó còn xanh đét luôn, được chưa? Tắp nô tắp ni đây, không biết anh em đã xem cái tắp ni này chưa. Tắp ni của nó nhìn nó còn như mới luôn nhé anh em nhé, không có bắn sơn một tí nào luôn. Đây, độ sần của nó này nguyên bản luôn, không có bắn sơn vào đâu nha anh em nhé. Nó nguyên bản cái màu nhựa của Ford Escape này luôn. Và đồ nhựa của nó phải nói thật sự với anh chị các bạn là nó cực kỳ mới luôn. Nó zin đến từng những cái chi tiết này này. Đây, ở bên trong này nó có con ốc nhá. Đây, bên trong này có con ốc nhá. Và bên trong này nó cũng có con ốc này. Đấy, nó rất là mới. Và để cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn máy. Máy đề phát nổ ngay nhá anh em nhá, điều hòa mát vô cùng luôn. Toàn bộ những cái vảy che nắng chúng ta nhìn thấy đẹp đến những chi tiết con ốc luôn. Cửa lóc đây, đấy. Và chúng ta đang quan tâm đến cái dòng xe này thì hãy alo trực tiếp cho em mình nhanh qua số điện thoại là 0852555555 anh chị nhá. Đấy, âm thanh thì vũ trường luôn. Anh thì nghèo khó thì nhận khó. Nhà nghèo thì mẹ nó có cho. Xe đi công gì để nuôi cháu chưa? Máy của nó đây ạ. Máy nổ cực kỳ êm nha anh em nhá. Và máy của nó vẫn còn zin luôn. Và hộp số của nó vẫn còn zin, chưa có làm lại gì cả. Chưa có làm lại máy và làm lại hộp số đâu nha anh em nhá. Và toàn bộ những hệ thống răng này, cabo này, ốc cabo chưa thèm cựa luôn, được chưa? Ốc cabo chưa thèm cựa luôn. Tức là con xe này là tất cả toàn bộ những cái cánh cửa của xe cũng như là toàn bộ những cái hệ thống cabo như nắp cốp là chưa có đụng chạm gì đến bất cứ con ốc nào cả. Toàn bộ những cái răng nguyên bản theo xe hết. Máy của nó đây, chúng ta nhìn thấy máy nó nổ êm đến tầm cỡ chúng ta đặt cốc nước lên nó cũng không bị xê dịch đâu ạ. Máy nổ rất là êm luôn. Và đặc biệt là không có một tí hơi thừa nào luôn nhá anh em nhá. Đây, đấy, máy của nó ngon thì khỏi phải nghĩ luôn. Chúng ta nhìn bát bèo này, bát bèo của xe là chưa có thay lại một lần nào đâu nhá. Chúng ta nhìn này, sơn dấu của nhà sản xuất này vẫn còn nguyên này. Đấy, bát bèo là chưa có ra một lần nào luôn, được chưa? Xe form mới, xe rất là đẹp. Và giá này thì em nói thật với anh chị và các bạn là không mấy khi mà gặp được con Ford Escape nào mà nhìn nó căng xe, nhìn nó được đẹp, sơn zin nó còn nhiều và nội thất của nó nhìn mới kinh khủng luôn. Cửa nóc rất là rộng. Đằng sau xe ngồi rất là rộng luôn. Tất cả lưng hạ kính này,
rất là khỏe luôn. Đây. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đủ vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, tự bay tin nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa. Nào xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương tận đà. Tia nắng mai. Gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đấy, bên này này. Về đi anh ơi. Đi. Đây anh quay phát để em vào số em chạy ra. Chạy cho anh em chúng ta xem luôn. Anh em ở xa anh em xem trực tiếp. Kinh cái đồ nhựa mới. Mới kinh khủng luôn. Đóng cửa lóc lại cho nó mát. Cái ở phần trên cửa lóc này các bạn nhá, ở trên phần cửa lóc con này nó còn mới kinh khủng luôn này. Đấy, mới nhỉ. Mới đến đẹp luôn, vào số chạy này. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Bốc, rất là sướng. Hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà. Tự bay tin nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Chờ này nó nhẹ. Chờ này chạy rất là nhẹ luôn. Vừa nhẹ vừa đầm vừa chắc. Đạp ga lên thì chỉ có vung vụt luôn. Anh chị nào chúng ta đang ở bất cứ khu vực ở tỉnh nào mà anh chị và các bạn chúng ta ngại đi nhá, là có thể là em sẽ trực tiếp ship đến tận nhà anh chị và các bạn luôn, và sẽ cam kết như miêu tả luôn anh chị nhá, để cho chúng ta đỡ mất việc và đỡ mất việc của đôi bên. Keo chỉ zin nguyên bản 100%, xe máy zin số zin, xe chạy 16 vạn chuẩn, được chưa? Xe chạy chỉ có 16 vạn chuẩn thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Anh em mới xem kênh chúng ta có thể ấn nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật thường xuyên tất cả những thông tin của cửa hàng, về tất cả những con xe về mới nhất từ cửa hàng bên em nhé.